Chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tại sao con người ta thành công vậy mà mình cứ đứng nguyên tại một chỗ như thế này? Đó có lẽ là câu hỏi mà ai cũng đã từng một lần dằn vặt bản thân. Chúng ta lúc nào cũng mệt mỏi với việc phải so sánh mình với người khác và tuyệt vọng khi cảm thấy mình không thành công dù có được như những người khác, cảm thấy rằng bản thân mình chẳng có tương lai gì. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng tiêu cực như vậy. Mỗi người đều có những thời điểm riêng để thành công với những gì mà mình đã lựa chọn. Bởi vậy, hãy tự nhủ với bản thân mình, đây chỉ là thời cơ chưa thuộc về ta, chưa tới mà thôi. Ứng với tử vi học, 12 con giáp cũng sẽ có những thời điểm riêng để vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn thời điểm thành công của 12 con giáp. Hy vọng quý vị và các bạn sau khi theo dõi chương trình này sẽ có được động lực để tiếp tục phấn đấu và phát triển trên con đường công danh sự nghiệp mà mình đã lựa chọn. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Tuổi Tý là 3 năm. Những người cầm tinh con chuột, mệnh cục phú quý, may mắn, dễ gặp hung hóa cát, tiền bạc đến từ khắp nơi. Bản tính người tuổi Tý lại thông minh, lanh lợi, thậm chí nói rằng có chút khôn vặt cũng không hề sai. Ý chí của con giáp này rất kiên định, hễ hạ quyết tâm là sẽ phấn đấu cho bằng được. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, áp lực dồn dập, họ lại càng tỏ rõ sự kiên định, không hề nao núng. Tuổi Tý lại khá nhạy bén về mặt tài chính, khả năng quản lý tiền bạc tốt nên thường được giao nhiệm vụ tay hòm chìa khóa trong tập thể hoặc trong gia đình. Một khi họ đã tập trung tinh thần, dồn tâm huyết vào chuyện kiếm tiền, ắt sẽ gặt hái được thành quả đáng nể. Từ 29 cho tới 31 tuổi, có thể coi là giai đoạn mà bản mệnh gặp nhiều khó khăn, thử thách nhất về đường công danh, sự nghiệp và tài lộc. Nhưng một khi đã vượt qua giai đoạn này, những năm kế tiếp phấn đấu làm giàu, đặc biệt ngoài 40 tuổi, vận khí hanh thông, làm gì cũng thuận. Thứ hai là tuổi Sửu, mất 30 năm. Tuổi Sửu vốn dĩ chân thành, chất phác, lại coi trọng tình cảm, làm gì họ cũng có xu hướng an phận thủ thường, chỉ có một số ít trong số họ mới có khát khao thành công mãnh liệt. Cuộc đời con giáp này cũng lắm thăng trầm, chăm chỉ, nỗ lực làm việc, thành quả thu về tuy không có được là bao, không đạt được mức như mong đợi. Từ nhỏ tới lớn, có lẽ đã phải trải qua quá trình phấn đấu suốt 30 năm, người tuổi Sửu mới có thể chuyển vận, thay đổi vận mệnh của mình. Từ trung vận trở đi, nhất là sau tuổi 40, vận khí khởi sắc, con giáp này phấn đấu làm giàu sẽ nhìn thấy những thành công rực rỡ. Sự chín chắn, trưởng thành về tư duy, lối suy nghĩ cũng như kinh nghiệm cuộc sống sẽ giúp họ đạt được thành công này tới thành quả khác. Tuổi Dần, 5 năm. Người tuổi Dần năng nổ, tháo vát, có thiên hướng muốn tranh đấu, giành được vị thế tốt nhất trong tập thể. Lúc nào, họ cũng luôn muốn khẳng định năng lực của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai. Cuộc đời của con giáp này cũng rất nhiều thăng trầm, vất vả. Một khi họ đã hạ quyết tâm, đặt ra mục tiêu phấn đấu rõ ràng thì sẽ nỗ lực bằng mọi cách để hoàn thành. Quãng thời gian để họ phấn đấu và gặt hái thành quả là vào khoảng 5 năm. Xét về cả cuộc đời, đây không phải là thời gian dài, nhưng xét về toàn bộ quá trình phấn đấu, đây thực sự là những năm tháng gian khổ đối với tuổi Hổ. Những ai không kiên nhẫn, dễ nản chí và bỏ cuộc giữa chừng. Tuổi Mão, mất 10 năm. Đa phần, người tuổi Mão có tính cách ôn hòa, điềm tĩnh và sở hữu trái tim lương thiện, nhiệt thành, biết quan tâm, sẻ chia tới mọi người xung quanh. Tâm hồn của con giáp này khá ngây thơ, dễ tin người, nên trong cuộc đời khó tránh phải tình trạng bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Nhược điểm của người tuổi Mão là cả thèm chóng chán, làm việc theo cảm hứng, rất kiên trì không bền bỉ, rất dễ nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng. Khoảng thời gian từ 20 cho đến 30 tuổi có lẽ là giai đoạn mà con giáp này gặp nhiều khó khăn, biến cố nhất trong cuộc đời. Trong 10 năm này, công việc liên tiếp vấp phải khó khăn, chuyện tình cảm chưa được như ý.
Tuy nhiên, ngoài 30 tuổi, vận khí của bản mệnh bắt đầu tăng nhanh, kiên trì theo đuổi mục tiêu sẽ thu về những thành quả đáng ngưỡng mộ. Tuổi Thìn mất 1 năm. Người cầm tinh con rồng, tài trí hơn người, lại mang trong mình máu liều lĩnh, rất thích khám phá và trải nghiệm những điều mới lạ. Cuộc sống tẻ nhạt chính là một trong những điều mà họ ghét nhất. Trong công việc, sự thông minh lanh lợi của tuổi Thìn sẽ mang lại cho họ không ít thành công. Một khi đã hạ quyết tâm, con giáp này sẽ dành toàn bộ thời gian, công sức của mình để thực hiện cho bằng được. Nói không chừng, họ có thể trở nên giàu có chỉ sau 1 năm miệt mài phấn đấu. Tuổi Tỵ mất 4 năm. Người tuổi Tỵ thông minh, sáng suốt, lại có lối sống lạc quan và hướng thiện, tài khí bẩm sinh đã vượng, cuộc đời tuy có thăng trầm nhưng không tới mức cùng cực. Ngay khi nhận thức được cuộc sống, con giáp này đã chăm chỉ học hành, phấn đấu cho tương lai tốt đẹp. Quá trình phấn đấu tuy không hoàn toàn thuận lợi nhưng đa phần cũng không quá cực khổ. Họ rất có thực lực và tài năng, đi đâu cũng không chịu lo thua kém người khác, trái lại còn được tập thể tin tưởng giao phó trọng trách. Nếu hạ quyết tâm và dành toàn bộ thời gian, công sức cho một mục tiêu nào đó, chỉ trong khoảng 4 năm vất vả phấn đấu làm giàu là tuổi Tỵ đã có được thành công. Tuổi Ngọ mất 6 năm. Người tuổi Ngọ lanh lợi, tháo vát, tính tình thẳng thắn, bộc trực, tuổi trẻ nông nổi, phạm khá nhiều sai lầm, nhưng càng về sau càng trưởng thành và chín chắn hơn nên cũng không quá khó khăn để có thể vươn tới thành công. Quãng thời gian từ 24 cho tới 30 tuổi có lẽ là giai đoạn mà tuổi Ngọ đặt quyết tâm cao độ nhất cho sự nghiệp hay công cuộc kiếm tiền làm giàu. Trong 6 năm gian khổ, trải qua không ít khó khăn trở lực, cuối cùng họ cũng có được thành công như mong đợi. Giai đoạn này không dành cho những ai lười nhác, thiếu ý chí vươn lên. Tuổi Mùi là 15 năm. Người tuổi Mùi tính cách ôn hòa, điềm đạm, hành sự thận trọng, tuy nhiên lại không nhiều dũng khí. Đứng trước một việc khó khăn, bất ngờ, bản mệnh thường tỏ ra do dự, thiếu quyết đoán. Chính vì thế mà hết lần này tới lần khác, bỏ lỡ cơ hội tốt để làm giàu cũng như vươn tới thành công. Khoảng thời gian từ 20 cho tới 35 tuổi có lẽ sẽ là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của tuổi Mùi. Công việc gặp nhiều thử thách, có thể nói là cao không tới, thấp không thông, trong khi đó áp lực gia đình còn tăng gấp bội. Tất cả những yếu tố ấy đã ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của bạn, từ đó càng khó đạt được thành công như ý muốn. Nhưng từ sau tuổi 35 trở đi, mọi thứ dần chuyển biến tốt đẹp. Sau tuổi 40, tuổi Mùi gặp đại vận hưng vượng, đời sống tinh thần hay vật chất đều phong phú, sinh động, cuộc sống an nhàn, sung túc. Tuổi Thân, khoảng từ 3 cho tới 30 năm. Có thể nói, vận mệnh suy vượng ra sao không ảnh hưởng quá nhiều tới con giáp có cá tính mạnh, lanh lợi như tuổi Thân. Cuộc sống của họ tốt xấu ra sao là do chính họ lựa chọn. Năm 23 cho đến 26 tuổi, giai đoạn mà tuổi Thân gặp khá nhiều biến cố, hết kiên trì, nỗ lực, hết mình, những ngày tháng sau đó sẽ nhàn hạ, thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. Nhưng nếu con giáp này an phận thủ thường, ngại khó khăn vất vả, không chịu nỗ lực trong khoảng thời gian này, thì có lẽ họ sẽ phải mất tới 30 năm nữa để phấn đấu thoát nghèo và thành công trong sự nghiệp. Tuổi Dậu, 5 năm, cá tính của người tuổi Dậu khá mạnh, làm việc độc lập tự chủ, không thích bị người khác hối thúc hay sai bảo. Có những khi, con giáp này hành xử cứng nhắc tới mức chịu chuốc lấy phiền phức và thất bại. Cuộc đời của họ cũng vì vậy mà thăng trầm bất định. Cái tính cách thích làm mình làm mẩy của tuổi Dậu khiến cho họ không chỉ nhảy việc một hai lần trong cuộc đời. Phải trải qua khá nhiều thay đổi trong công việc, họ mới có thể tìm được vị trí phù hợp với mình. Nhưng một khi đã dồn toàn bộ tinh lực để phấn đấu cho sự nghiệp, chỉ trong vòng khoảng 5 năm thôi, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới thành công. Từ sau tuổi 35, tuổi Dậu làm gì cũng thuận, cầu được ước thấy. Tuổi Tuất mất 20 năm. Người tuổi Tuất chân thành, thủy chung nhưng lại có xu hướng sống khá thực dụng, cao ngạo, luôn cho rằng bản thân giỏi giang, muốn lãnh đạo dẫn dắt người khác. Chính vì thế mà họ vấp phải không ít trở ngại trong các mối quan hệ xã giao, cuộc sống nhiều thăng trầm, vất vả. Từ 20 cho đến 40 tuổi là giai đoạn vàng mà nếu tuổi Tuất nắm bắt được sẽ gặt hái được vô số thành quả đáng nể. Đây có thể coi là thời kỳ vô cùng khó khăn, nhiều thử thách,
Nhưng khi đã vượt qua nó rồi, thành công sẽ đến một cách dễ dàng. Sau 40 tuổi, bản mệnh sẽ hưởng phúc lộc trời ban, tài lộc tăng tốc, sống nhàn hạ, sung sướng. Tuổi Hợi là 2 năm. Ai nói tuổi Hợi không thông minh là người đó hoàn toàn sai lầm. Con giáp này không những thông minh mà còn rất lanh lợi, tài năng. Hơn thế nữa, họ còn suy nghĩ lạc quan, khiêm tốn nên rất được lòng những người xung quanh. Một khi tuổi Hợi đã muốn làm gì, bản thân họ quyết tâm là lẽ dĩ nhiên. Nhưng bên cạnh đó còn được bao người ủng hộ nhiệt tình cả về vật chất và tinh thần, họ không thành công mới là lạ. Vì lẽ đó mà có lẽ bản mệnh chỉ cần tập trung tinh lực, vất vả lăn lộn khoảng 2 năm nữa thôi là có thể chạm tay vào thành công. Vậy là theo như phần đầu tiên của chương trình, chắc hẳn quý vị và các bạn đã nắm rõ được thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp của bản thân mình rồi đúng không ạ? Vậy thì ngay từ bây giờ, chúng ta hãy phấn đấu nỗ lực hết mình để có thể nắm được thành công. Ngoài yếu tố cần là sự chăm chỉ, còn một yếu tố nữa cũng tác động mạnh mẽ tới sự thành công của con người, đó chính là sự may mắn. Đôi khi, sự may mắn chỉ đơn giản tới từ việc trang trí phong thủy sao cho hợp lý nhất mà thôi. Và trong nội dung tiếp theo, kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ bật mí đến quý vị và các bạn một số mẹo bày trang trí phong thủy cho từng tuổi để có thể thu hút tối đa may mắn và tài lộc. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bài trí vật phẩm phong thủy phù hợp theo phương vị may mắn. Đầu tiên là tránh bài trí vật phẩm phong thủy là hành xung của con giáp. Ví dụ, gia chủ tuổi Tý không nên bài trí con ngựa ở hướng Bắc là phương vị may mắn của ngôi nhà. Bằng không sẽ gặp không ít nhiều trở ngại trong các mối quan hệ xã giao, sự nghiệp hay tài lộc. Vật phẩm phong thủy hút vận đào hoa cho 12 con giáp. Nếu đặt biểu tượng 12 con giáp phù hợp với từng mối quan hệ tam hợp tại phương vị may mắn sẽ kích vượng đào hoa mang tới nhân duyên tốt đẹp, cụ thể như sau. Tý, Thân, Thìn, biểu tượng con gà sẽ mang đến vận đào hoa. Có thể đặt một bức tranh tượng con gà ở góc phía tây của phòng khách hay phòng ngủ. Sửu, Dậu, Tỵ, biểu tượng con ngựa sẽ mang tới sự đào hoa. Có thể đặt một bức tranh con ngựa ở góc phía nam của phòng khách hay phòng ngủ. Hợi, Mão, Mùi, biểu tượng cho con rắn sẽ mang tới vận đào hoa. Đặt tranh ở tượng con chuột hoặc góc phía bắc ở phòng khách hay phòng ngủ. Ngọ, Tuất, Dần, biểu tượng con mèo sẽ mang tới vận đào hoa cho những con giáp này. Đặt tranh hoặc tượng con mèo ở góc phía tây của phòng ngủ hoặc phòng khách. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.